Đây là hệ thống bếp mình vừa lắp đặt xong chưa quý vị. Do sự tư vấn của bên công ty Esop, bếp phun tiết kiệm nước. Đây là mình dùng bếp 60 lít. Đây là hệ thống ống của mình chưa quý vị. Lên rất là đều. Đây là những cái nơi nào là xa nhất của đường ống quý Đây là nơi trung tâm của máy bơm. Thời cái diện tích của cái vườn của mình là nó trên 6.000 mét mét thì quý vị. Chiều dài của nó là 230 mét. Trung tâm máy bơm mình đặt gần ngay chính giữa thì quý vị. Rất là hài lòng với cái bếp thần thánh quý vị ơi. Đây là nó qua cái lọc để cho cái hệ thống bếp nó đừng có nghẹt. Đây là bồn nước để chúng ta chăm phân. Hôm qua mình đã tưới một lần rồi quý vị. Đây. Ống mình 114 rồi quý vị. Đi ra đó rồi giảm cấp xuống. Đây là cái hệ thống chăm phân của mình. Đường lên của mình là mình đi 140. Bên đây mình giảm lại còn 114. Cái đường qua đây là cái này là cái đường hờ của mình quý vị. Sau khi mùa nước á, chúng ta bơm nước ra. Mà chừng nào mà không kịp á, chúng ta sử dụng máy bơm này chúng ta bơm nước ra luôn quý vị. Thì tôi cũng chân thành cảm ơn công ty Airsoft cũng như anh Hiền đã tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ vật tư để cho tôi hoàn thành cái hệ thống tưới của vườn. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh Hiền.